Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia dự án Crypto Nova nha tất cả anh em. Để tham gia hôm nay các anh em tham lưu trên phần mô tả mở Telegram bấm start chatbot nha bạn. Rồi tất cả anh em lưu cấp trai nha. Này thì các anh em gì cấp trai verify hình con này. Phan cấp trai này cũng lạ anh em dịch ra các anh em. Thì cấp trai tất cả anh em đưa giống hình ảnh trên nha tất cả anh em. Này hình ảnh giống hình ảnh trên mình sẽ không thấy. Đây con này. À hình khuôn mặt tất cả anh em ơi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên tất cả anh em join nhóm chat nữa nè. Tất cả anh em join vào tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bắt up lại. Rồi tất cả anh em bấm reset nè. Tiếp tục thì tất cả các bạn mình sẽ nhận tóc cần của hiệu là CA nha tất cả anh em follow nè. Tất cả anh em chờ chút xíu nha. Twitter thì các anh em theo dõi nè, like và tweet là viết ra game nè. Tóc cần này hình như là chưa list sàn á, mới dự án nha tất cả anh em ơi. Sau này tóc cần về nào mình sẽ thông báo cho anh em list sàn nào nha tất cả anh em. Anh em like vài bài đi. À có dấu hiệu chay vậy. Rồi bỏ đi nào về tính tiếp. Em anh bắt đáp lên các anh em muốn gì sẽ skip nè. Rồi tất cả anh em chỉ gỡ địa chỉ về xe 10 chocolate mai xe wallet tất cả anh em copy địa chỉ em thắt của mình. Tất cả anh em sẽ chép nè. Tất cả anh em bắt ở đây dán vào tất cả anh em mở cho bot nha. Rồi tất cả anh em bấm reset. Dù balance mình sẽ nhận được 2 tập cần của hiệu là CI tất cả anh em. Vậy tất cả anh em lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập cần. Mình chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.